Năm điều bí ẩn trên chặng đường hành khất của Sư Minh Tuệ, càng nghe càng thấy rùng mình. Kính chào quý vị cô bác đang theo dõi video trên kênh Tinh Hoa Cuộc Sống. Thưa cô bác, những ngày qua Thích Minh Tuệ đang là cái tên gây bão trên tất cả các trang mạng xã hội. Bên cạnh những người bày tỏ sự quan tâm ủng hộ thì có không ít người chia sẻ rằng họ cảm thấy quá ngán ngẩm bởi hình ảnh ông này cùng với đoàn người lộn xộn phản cảm. Xuất hiện quá nhiều trên điện thoại. Đến nay, người ta vẫn chưa giải thích được sức hút của người đàn ông này đến từ đâu. Phải chăng là từ năm điều bí ẩn nhưng cũng không kém phần thú vị mà Tinh Hoa Cuộc Sống tổng hợp dưới đây. Cô bác hãy cùng lắng nghe và nhận xét xem có đúng không nhé. 1. Quyết định đi tu bất ngờ và vô cùng khó hiểu. Theo thông tin chia sẻ từ gia đình, ông Thích Minh Tuệ tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, quê ở huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Cụ Lê Xuân, 84 tuổi, bố của ông Lê Anh Tú kể cách đây hơn 30 năm, cả gia đình ông từ huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh vào huyện Iagrai để lập nghiệp. Vợ chồng cụ Xuân có 4 người con, trong đó ông Lê Anh Tú là người con thứ hai. Theo cụ Xuân, ông Tú từ nhỏ là người con lành hiền, hiếu thảo, học lực khá nên được mọi người quý mến. Sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông Tú lên đường nhập ngũ. 3 năm sau, ông xuất ngũ rồi theo học tại trường trung cấp lâm nghiệp Tây Nguyên của Gia Lai. Ra trường, ông Tú làm việc tại một công ty tư nhân ở Đắk Lắk. Trong thời gian này, ông Tú thường đọc những sách về Phật Pháp nên đã phát nguyện ăn chay tu tại gia. Đến năm 2015, ông Tú bất ngờ xin gia đình đi tu. Quyết định này của ông Tú nhận được sự ủng hộ của vợ chồng cụ Xuân. Lúc ấy tôi đã khuyên Tú rằng đi tu rất khó khăn mà đã quyết tâm thì phải tu trọn vẹn, tu thành chính quả, phải chân cứng đá mềm, không ham mê tiền bạc vật chất, không rượu chè cờ bạc. Khi đi, Tú để lại cho tôi một cái đồng hồ điện thoại tủ lạnh 8 mét vải màu vàng. Từ đó đến nay tôi chưa gặp con trai, cụ Xuân nhớ lại. Còn theo lời kể của cụ Lê Mậu, 72 tuổi, là chú ruột ông Thích Minh Tuệ, thì Tú đã đi bộ hành được nhiều năm rồi. Năm trước Tú đi qua nhà tôi, gặp nhau có dừng lại nói chuyện một lúc, hỏi thăm tình hình sức khỏe và Tú cho con tôi kẹo. Sau đó Tú tiếp tục công việc của mình. Nhiều lần bộ hành qua nhà nhưng chưa có lần nào Tú ngủ lại mà nghỉ ngơi tại các nghĩa địa hoặc ở trong núi. Đây là nghiệp quả của cháu, tôi ủng hộ. Thông qua mạng xã hội thấy cháu ăn uống kham khổ, người gầy đen cũng rất thương cháu. Tôi mong cháu có nhiều sức khỏe để thành tựu trên con đường tu tập, cụ Mậu tâm sự. 2. Cuộc hành trình 6 năm đi bộ và 82 kiếp nạn không thể nhớ hết. Nếu xem bất kỳ một video hay hình ảnh nào về Sư Minh Tuệ, ắt hẳn mọi người đều ấn tượng với một tướng mạo gầy gò đen sì do phơi nắng cả ngày. Nhưng thầy luôn có một ánh mắt sáng ngời cùng một thái độ khiêm tốn, luôn xưng con với tất cả mọi người trước mặt vì cho rằng ai cũng có thể thành Phật nên cứ xưng con cho phải phép. Đặc biệt trong quá trình tu tập, ông Tuệ cũng không ít lần vướng phải những rắc rối không đáng có mà dân mạng hay nói đùa là 81 kiếp nạn cho giống với thầy trò Đường Tăng trên đường thỉnh kinh. Ông kể có lần bị người say rượu trêu chọc rồi đi xin đồ ăn bị đánh xịt máu mồm. Lên núi Thiền Định thì gặp rất nhiều các loại rắn như rắn lục, rắn gió, thậm chí có những con còn có vắt sáng. Tuy nhiên thì ông không dám đuổi mà chỉ dám xin, gọi rắn là ngài xin ngài cho con ở nhờ. Kỳ lạ thay những con rắn đó cũng rời đi nhường chỗ cho ông chứ chưa bao giờ cắn. Ngoài ra khi di chuyển hàng ngàn cây số bằng đôi chân trần cũng có những lúc ông bị gai đâm rách chân. Mặc dù rất đau nhưng chỉ sơ cứu qua loa rồi lại tiếp tục hành trình đi bộ. Ông cũng cho biết thêm, bản thân mình từng bị sét đánh đến hôn mê, bất tỉnh nhưng nhờ một điều kỳ diệu nào đó mà lại may mắn thoát chết. Khi ấy ông mơ thấy thân xác của mình bị người ta đem đi, duy chỉ có linh hồn vẫn còn lơ lửng trên cao. Tuy nhiên, có lẽ kiếp nạn lớn nhất của ông trên hành trình này hay còn gọi là kiếp nạn thứ 82, đó chính là sự làm phiền của các YouTuber, TikToker khắp bốn phương. Ai cũng biết, người tu hành cần sự thanh tịnh tránh xa mọi ồn ào của trần thế.
Nhưng giờ đây, mỗi bước ông đi lại có cả hàng trăm hàng ngàn người theo sau bao vây, cầm điện thoại giơ lên quay livestream để sản xuất nội dung một cách thiếu tôn trọng. Chưa dừng lại ở đó, có rất nhiều những người lạ bái lạy xúc động khóc lóc, người tất tả cúng dường, người cạo đầu xong đi theo ông. Họ cho rằng phải làm y như thầy thì mới có phước đức. Đáng sợ hơn, đám đông người dân còn tràn kín ra đường gây mất an toàn giao thông, an toàn sức khỏe và những xích mích dễ nảy sinh trong chốn đông người. Là người đồng hành tu tập, ông Minh Tuệ cho biết con đi tu hành đang tập học chứ chưa có thành tựu gì cả. Con cũng không phải là Phật là Thánh gì cả. Những người đi quay phim YouTuber, TikToker, con cũng không có quyền đuổi họ. Nhưng họ đi trước hay đi sau thì đi thẳng hàng lối chứ đừng chạy lộn xộn chen lấn. Công an vì mình mà họ cũng mệt tắc nghẽn giao thông. 3. Sư Thích Minh Tuệ đang là người nắm giữ nhiều kỷ lục nhất Việt Nam. Quả không sai khi nói rằng sự xuất hiện của sư Minh Tuệ đã gây sốc và chấn động cả Việt Nam. Bởi mới chỉ xuất hiện 26 ngày, ông đã lập nên 11 kỷ lục tại Việt Nam, điều mà từ trước đến nay chưa một ai có thể làm được. 1. Kỷ lục về lượt tìm kiếm trên Google. Trong thời kỳ mà thông tin trên Internet có thể lan truyền nhanh chóng, sự nổi tiếng của sư Minh Tuệ càng được củng cố khi tên tuổi của ông được tìm kiếm trên Google với con số không tưởng, 90 triệu lượt trong vòng chưa đầy 0,5 giây. Trong khi đó, Trương Mỹ Lan chỉ có 30 triệu. 2. Kỷ lục thống trị mạng xã hội. Với sức ảnh hưởng và lan tỏa mạnh mẽ, sư Minh Tuệ đã nhanh chóng trở thành người nổi tiếng nhất trên mọi nền tảng mạng xã hội, từ TikTok, YouTube, Facebook cho đến Instagram và Viber, chỉ trong vòng 26 ngày. 3. Kỷ lục về sự thu hút. Minh Tuệ không chỉ là người nổi tiếng bật nhất hiện tại mà còn vượt qua nhiều tên tuổi của những người nổi tiếng đã có từ lâu, thu hút sự chú ý của cả người dân trong nước và quốc tế. 4. Kỷ lục về nguồn cảm hứng. Không chỉ là người nổi tiếng mà sư Minh Tuệ còn trở thành nguồn cảm hứng sáng tạo cho hàng loạt nghệ sĩ ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ việc vẽ tranh, chụp ảnh, sản xuất phim, sáng tác nhạc, thiết kế thời trang, đến việc tạo ra những tác phẩm thơ ca và cả tự điêu khắc. 5. Dẫn đầu trên mọi đường đi. Sư Minh Tuệ không chỉ xuất hiện trên mạng xã hội mà còn đi bộ khắp đất nước, trở thành biểu tượng của sự tự do và phiêu lưu. 6. Cuộc sống độc đáo. Với quyết định ngủ ngoài đường tại những nơi như nghĩa địa, nhà hoang và hang đá, sư Minh Tuệ trở thành đề tài bàn tán nhiều nhất, đặc biệt là với việc bị muỗi cắn nhiều nhất trên toàn quốc. 7. Phản ứng sôi động. Sự nổi tiếng của sư Minh Tuệ không chỉ thu hút sự quan tâm chú ý mà còn gây ra những tranh cãi và bản luận sôi nổi trên mạng xã hội, tạo nên một làn sóng mới. 8. Sự đối diện tự nhiên. Sư Minh Tuệ không phải là người sân si với cuộc sống mà chính cuộc sống tự nhiên thanh thản đã làm cho ông trở nên nổi tiếng, thể hiện một cách khó hiểu là ma tăng tự hiện mình và tự vả mặt mình. 9. Những áp lực bất ngờ. Mặc dù không có mặt trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sư Minh Tuệ vẫn phải đối mặt với áp lực từ các tôn giáo và giáo hội đòi hỏi ông phải thay đổi hoặc thích nghi. 10. Sự nổi tiếng bất đắc dĩ. Sư Minh Tuệ không phải là người muốn nổi tiếng, nhưng sự xuất hiện của ông trên mạng xã hội đã tạo nên một cơn bão mạng không thể lường trước. 11. Cuộc phiêu lưu độc đáo. Sư Minh Tuệ là một trong những người đàn ông hiếm hoi ở Việt Nam khi không lấy vợ, quyết định rời bỏ cuộc sống hiện tại để trải nghiệm những điều mới mẻ và khám phá thế giới một cách độc đáo. 4. Chiếc nồi cơm trị giá 4 tỷ của Thích Minh Tuệ và sự thật phía sau. Khi tên tuổi của thầy ngày càng trở nên nổi tiếng thì thời gian gần đây bỗng nhiên xôn xao lên một tin đồn rằng chiếc nồi đựng đồ ăn của thầy đang được người ta bán đấu giá lên tới 4 tỷ đồng. Tuy nhiên, qua xác minh thì hiện nay chiếc nồi cơm này đã được một người con gốc Việt bay từ Anh Quốc về tận nơi diễn kiến và được thầy trao tặng. Hiện vật này đang được đặt tại một bảo tàng ở nước Anh. Thực chất đây cũng chỉ là một chiếc nồi bình thường mà thầy xin lại của một người. Tuy nhiên, với sức ảnh hưởng của thầy thì nó bỗng trở nên có giá trị.
Ngoài ra, với giá từ 75 đến 180.000 đồng, những chiếc áo thun được phối màu giống trang phục với sư Thích Minh Tuệ còn đang làm mưa làm gió trên các sàn thương mại điện tử và chợ online. Với đầy đủ kích thước XS đến 3XL, những chiếc áo thun này với tên gọi là áo Minh Tuệ được rao bán khắp các nền tảng mạng xã hội. Thậm chí, để có thể lôi kéo sự chú ý của khách hàng, người bán còn tạo mã giảm giá Minh Tuệ 10 với ưu đãi giảm 10% cho 50 người mua đầu tiên. Người bán này còn cho biết một phần doanh thu từ mỗi chiếc áo sẽ được trích ra để hỗ trợ các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Để thêm phần thuyết phục, chủ trang fan Thầy Thích Minh Tuệ còn giới thiệu loại áo này được thiết kế thanh tịnh giản dị nhưng đầy phong cách và mang đến cảm giác bình an và thanh thản. Đặc biệt, người này còn viết chất liệu vải thân thiện với môi trường đúng như tinh thần sống giản dị và chân thật của thầy. Tương tự trên các sàn thương mại điện tử như Shopee, Lazada, TikTok, không khó để bắt gặp nhiều cửa hàng giao bán loại áo thun này với lời quảng cáo phù hợp với cả nam và nữ. Thậm chí nhiều kênh bán hàng còn nhận bán với số lượng lớn, in ấn lên áo và các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng. 5. Sức khỏe phi thường của sư Minh Tuệ dưới cái nhìn của khoa học. Vào tối ngày 30 tháng 5 vừa qua, lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế xác nhận bệnh nhân Lương Thanh Sơn, 47 tuổi, thành viên trong đoàn đi theo ông Thích Minh Tuệ đã tử vong vì sốc nhiệt. Sau sự việc đau lòng trên, nhiều người đã tự động rời khỏi đoàn của ông Thích Minh Tuệ và quay trở về nhà. Theo những hình ảnh được ghi nhận, có những người đã rời đi ngay trong đêm, bỏ lại cả đồ đạc như tăng y, nồi cơm và nhanh chóng bắt những chuyến xe sớm nhất để quay về. Theo các chuyên gia sức khỏe, sư Minh Tuệ đã có quá trình đi bộ 6 năm, nói như ông là đi để tập học theo lời Phật dạy và rèn luyện sức khỏe. Đây là thời gian để ông tích lũy và có được thể lực như hiện nay. Thế nên, dù chỉ ăn ngày một bữa nhưng ông vẫn đủ sức khỏe để đi bộ suốt ngày này qua tháng khác. Trên thực tế, người tu luyện đạt tới trình độ như sư Minh Tuệ không nhiều, nên người khác mà muốn làm theo thì cần tự lượng sức để tránh rủi ro. Muốn học đạo, đi theo con đường Phật dạy như sư Minh Tuệ thì cũng tốt thôi, nhưng cần có quá trình rèn luyện, không phải ngày một, ngày hai mà thành. Bác sĩ Phan Xuân Trung, Trung tâm Y khoa Hòa Hảo, Thành phố Hồ Chí Minh dựa trên những nhận định về thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống hàng ngày cũng như ngoại hình của ông Minh Tuệ đã đưa ra một số chẩn đoán về tình hình sức khỏe của ông sau 6 năm tự tu theo lối khổ hạnh. Với lối sống tối giản, thầy Minh Tuệ chỉ ăn một bữa trưa ăn đồ chay, ai cho gì ăn nấy, không chọn lựa và không ăn quá no. Thức ăn Việt Nam sẵn có và dễ cho là bánh mì, khoai, bắp, trái cây, bánh ngọt, không có một nguồn cung cấp thực phẩm cố định nào, không nêm nếm muối, đường, bột ngọt. Chính bởi vậy, thành phần dinh dưỡng trong khẩu phần ăn mỗi ngày của ông Minh Tuệ sẽ bao gồm tinh bột và chất xơ là chính, một ít đạm thực vật, ít hoặc không có chất béo. Tinh bột tạo năng lượng cho hoạt động đi bộ. Ông đã đi bộ ròng rã suốt 6 năm qua với tốc độ đi rất nhanh, năng lượng từ thức ăn tiêu hao cho cơ chân là chính. Thức ăn không dư thừa để tạo mỡ dưới da hay mỡ nội tạng nên thân thể gầy gò, da khô, cơ bắp nhỏ nhưng dẻo dai. Đồng thời, thức ăn sẽ được chuyển hóa hầu hết sang năng lượng và không tạo ra chất chuyển hóa trung gian như đối với protein và lipid, từ đó sẽ tránh được các bệnh về rối loạn chuyển hóa. Ít đạm sẽ tạo ít creatinine, ít acid uric tạo ra ít chất thải. Hệ tiêu hóa ít làm việc nên ít xảy ra trào ngược, rối loạn tiêu hóa gan mật. Lượng đạm trong cơm gạo đủ để giúp tái tạo tế bào và tạo sinh chất cho cơ thể. Lượng nước trong ngày uống theo nhu cầu. Dù đi dưới nắng nóng nhưng có lớp áo dày che phủ nên lượng nước mất qua da không nhiều, thân nhiệt ổn định. Phần thân thể chịu trận nhiều nhất là da đầu và da bàn chân. Như ta thấy, da bàn chân đã chai cứng và hầu như mất cảm giác vì tế bào sừng ở bàn chân đã chết, mất thần kinh cảm giác. Cơ thể có khả năng thích nghi dần với môi trường khắc nghiệt. Hoạt động đi bộ giúp thúc đẩy tuần hoàn máu, cơ bắp co bóp trợ lực cho tim. Do vậy, nhịp tim cũng sẽ rất chậm.
Đồng thời, việc đi dưới nắng giúp tăng vitamin D chống loãng xương nhiễm trùng. Hàm răng cửa dưới của ông Minh Tuệ bị hư, hàm răng cửa trên mọc dài do không bị hàm dưới cản trở. 6. Sư Minh Tuệ nhất quyết không nhận tiền hay đồ vật nào từ người thân. Thích Minh Tuệ được gọi là thầy, là nhà sư trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định vào ngày 16 tháng 5, Sư Thích Minh Tuệ không phải là tu sĩ Phật giáo, không tu tập và không là nhân sự của bất cứ ngôi chùa, cơ sở, viện tự nào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thực ra Thích Minh Tuệ cũng không làm điều gì quá dị thường, không chỉ đang tự tu theo cách thức hạnh đầu đà khổ hạnh. Rất nhiều nhà tu hành cũng đang thực hành hạnh đầu đà như vậy, mặc áo phá, khất thực, ngày ăn một bữa, tối ngủ dưới gốc cây hoặc nơi nhà hoang nghĩa địa, không nhận tiền cúng dường, khước từ mọi tiện nghi. Tuy nhiên, cũng vì sự liêm khiết thanh cao này mà ông được nhiều người cảm mến. Có người còn không tiếc tiền tặng cho ông Tuệ những món quà có giá trị rất cao nhưng đều bị từ chối. Có lần một Phật tử phát tâm đã tặng thầy 4 bức tượng làm bà Ngọc đắt đỏ, nhưng thầy chỉ hành lễ trước tượng Phật rồi sau đó rời đi. Hay có lần, người ta còn tặng thầy một chiếc bát vàng cổ có nguồn gốc từ Thái Lan vô cùng quý giá, nhưng cũng như bao lần này, chỉ nói lời cảm ơn rồi từ chối. Với một người tu theo lối khổ hạnh thì vật chất chỉ là vật phù phiếm tạm bợ. Sư Minh Tuệ chia sẻ, trời đang nắng khát mà được cho một chai nước thì rất quý, nhưng khi không có nhu cầu mà được cho nhiều quá là mình ôm cái khổ. 7. Sư Thích Minh Tuệ là người bị truy tìm bao vây nghẹt thở nhất Việt Nam. Mặc dù người đời quen gọi ông với cái tên Sư Minh Tuệ, Thầy Minh Tuệ, nhưng ông vẫn nói ông không thuyết pháp, không thu đồ đệ, không nhận mình là thầy, là sư, mà chỉ là một công dân Việt Nam đang tập học tu hạnh đầu đà theo lời Phật dạy. Đầu đà nghĩa là khổ hạnh, là một trong những pháp môn cao nhất và kinh điển nhất của Phật Pháp. Người tu theo hạnh đầu đà phải chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn mặc ở. Để theo tu hạnh đầu đà, ông Minh Tuệ bắt đầu bộ hành từ năm 2017 và trong suốt khoảng thời gian đó, một vài người dân đã bắt gặp hình ảnh ông Tuệ chân trần đi xin một chai nước suối để uống rồi tiếp tục hành trình lặng lẽ và an yên. Nhưng rồi chính ông Minh Tuệ cũng không hiểu sao từng bước đi của mình ngày hôm nay đều gây ra nhiều sự nhiễu loạn. Nhiễu loạn không phải bởi chính bản thân ông, mà bởi những dòng người kéo theo dù ông đang ở bất cứ đâu. Họ biến từng nơi ông đi qua thành một dàn diễn, ông Tuệ đi giữa, xung quanh là những camera hướng thẳng về phía mình. Ngày 20 tháng 5, ông Thích Minh Tuệ đã di chuyển lên Hoành Sơn Quan, cổng trời trên đỉnh đèo Ngang, thuộc ranh giới hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, và vào sâu bên trong rừng chân cũng như có kế hoạch ẩn tu để tránh bị làm phiền. Xong, vì điều này là phạm giới nên ông đã xuống núi để tiếp tục hành trình. Sau khi ông Minh Tuệ xuống núi, chúng tôi đã có dịp gặp ông tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đáng ngạc nhiên ngay cả khi ông Minh Tuệ đã lên tiếng về việc không muốn quá nhiều người tụ tập theo sau, thì dòng người kéo đến vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Thậm chí có nhóm tự xưng bảo vệ dẫn đường cho ông Thích Minh Tuệ trên con đường tu tập. Nhìn cả đoàn người nhốn nháo khắp đường phố, nào điện thoại máy quay chạy theo chĩa thẳng mặt, nào vệ sĩ hô hoán dẹp đường, nào người đi trước dọn đường trải hoa, sẽ khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi ngạc nhiên. Liệu đây chỉ đơn thuần là một vị tu sĩ hay ngôi sao hạng A nào đó với hàng trăm fan cuồng bám theo? Từ đường quốc lộ cho đến những con đường làng, mặc cho ông Tuệ và một số ít ỏi người dân lên tiếng đừng quay nữa, đừng đi theo nữa, thì đám đông này vẫn bỏ ngoài tai. Người ta đi theo ông với nhiều mục đích khác nhau. Có người tới vì ngưỡng mộ một bậc chân tu, có người tới vì hai chữ hiếu kỳ và phần đông lại là các YouTuber, TikToker. Thứ họ quan tâm là những hình ảnh chân thực nhất của ông Minh Tuệ để phát lên like trên kênh của mình. Ông Thích Minh Tuệ, tên thật là Lê Anh Tú, 43 tuổi, quê gốc ở xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Năm 1994, gia đình ông chuyển vào tỉnh Gia Lai sinh sống. Cái tên Thích Minh Tuệ là pháp danh mà ông tự đặt khi tu tập tại một ngôi chùa nhưng chưa có duyên ở chùa và chưa thấy xứng đáng làm tu sĩ.
Mặc dù người đời quen gọi ông với cái tên Sư Minh Tuệ, Thầy Minh Tuệ, nhưng ông vẫn nói ông không thuyết pháp, không thu đồ đệ, không nhận mình là thầy, là sư, mà chỉ là một công dân Việt Nam đang tập học tu hạnh đầu đà theo lời Phật dạy. Đầu đà nghĩa là khổ hạnh, là một trong những pháp môn cao nhất và kinh điển nhất của Phật Pháp. Người tu theo hạnh đầu đà phải chấp nhận những khó khăn trong các vấn đề ăn mặc ở. Để theo tu hạnh đầu đà, ông Minh Tuệ bắt đầu bộ hành từ năm 2017, và trong suốt khoảng thời gian đó, một vài người dân đã bắt gặp hình ảnh ông Tuệ chân trần đi xin một chai nước suối để uống, rồi tiếp tục hành trình lặng lẽ và an yên. Nhưng rồi chính ông Minh Tuệ cũng không hiểu sao, từng bước đi của mình ngày hôm nay đều gây ra nhiều sự nhiễu loạn. Nhiễu loạn không phải bởi chính bản thân ông, mà bởi những dòng người kéo theo dù ông đang ở bất cứ đâu. Họ biến từng nơi ông đi qua thành một dàn diễn, ông Tuệ đi giữa, xung quanh là những camera hướng thẳng về phía mình. Ngày 20 tháng 5, ông Thích Minh Tuệ đã di chuyển lên Hoành Sơn Quan, cổng trời trên đỉnh đèo Ngang, thuộc ranh giới hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình, và vào sâu bên trong rừng chân cũng như có kế hoạch ẩn tu để tránh bị làm phiền. Xong, vì điều này là phạm giới nên ông đã xuống núi để tiếp tục hành trình. Sau khi ông Minh Tuệ xuống núi, chúng tôi đã có dịp gặp ông tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đáng ngạc nhiên, ngay cả khi ông Minh Tuệ đã lên tiếng về việc không muốn quá nhiều người tụ tập theo sau, thì dòng người kéo đến vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Thậm chí có nhóm tự xưng bảo vệ dẫn đường cho ông Thích Minh Tuệ trên con đường tu tập. Nhìn cả đoàn người nhốn nháo khắp đường phố, nào điện thoại máy quay chạy theo chĩa thẳng mặt, nào vệ sĩ hô hoán dẹp đường, nào người đi trước dọn đường trải hoa, sẽ khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi ngạc nhiên. Liệu đây chỉ đơn thuần là một vị tu sĩ hay ngôi sao hạng A nào đó với hàng trăm fan cuồng bám theo? Từ đường quốc lộ cho đến những con đường làng, mặc cho ông Tuệ và một số ít ỏi người dân lên tiếng đừng quay nữa, đừng đi theo nữa, thì đám đông này vẫn bỏ ngoài tai. Người ta đi theo ông với nhiều mục đích khác nhau. Có người tới vì ngưỡng mộ một bậc chân tu, có người tới vì hai chữ hiếu kỳ, và phần đông lại là các YouTuber, TikToker. Thứ họ quan tâm là những hình ảnh chân thực nhất của ông Minh Tuệ để phát lên like trên kênh của mình. Đoàn người trên tay là chiếc điện thoại đang phát live trực tiếp đi theo ông Tuệ từ tờ mờ sáng tại cánh đồng ở Quảng Thuận, huyện Quảng Trạch. Họ lình kình với những ba lô to nhỏ chất trên chiếc xe máy đựng đầy nón đồ quay phim tự chế cho hành trình dài đằng đẵng chưa biết điểm dừng. Họ hí hửng chia sẻ với chúng tôi về việc lặn lội từ Bình Dương tìm đến nơi Sư Minh Tuệ bộ hành để livestream. Người khoe đã đằng đẵng theo chân ông Tuệ đến hôm nay đã được 21 ngày. Tất cả chỉ ấp ủ mong ước về một video view lượt xem hay những đoạn livestream nghìn mắt, số lượng người xem trực tiếp. Đây anh xem 7.400 mắt người theo dõi ngay lúc này nè. Bất chấp mạng xã hội có công kích hành vi này, lực lượng chức năng cố giải tán đám đông, bất chấp ông Minh Tuệ có phát nài thế nào, những TikToker, YouTuber vẫn chai lì đi theo ông để sản xuất nội dung. Vì những người này biết rằng ông là miếng mồi béo bở để giúp họ tăng follow, tăng tiền quảng cáo. Trước đó, không ít đoạn video ghi lại cảnh người ta 3-4 giờ sáng vẫn mò mẫm soi đèn pin, tay xách nách mang lình kình đồ vào rừng tìm ông. Đến hôm nay, chúng tôi mới được tận mắt thấy ngay cả khi ông Minh Tuệ dừng ở trạm xăng chỉ để đi vệ sinh thì vẫn có không ít người tụ tập ngó nghiêng hay thậm chí thò cả điện thoại máy quay qua ô cửa thông gió nhỏ xíu để có thể thấy cảnh tượng bên trong. Có lẽ những người này đã quên rằng trước khi trở thành một người tu hành, ông Minh Tuệ vẫn là một công dân Việt Nam và được nhà nước bảo vệ đầy đủ mọi quyền lợi chính đáng hợp pháp của mình. Trong đó có cả việc bảo vệ quyền riêng tư. Những người này đi để quay phim vui chơi chứ không phải đi để học tập. Làm như vậy là rất cản trở, không có thời gian để nghỉ ngơi, đi vệ sinh cũng không được. Ông Minh Tuệ nói trong bất lực. Đúng như một vài bình luận trên mạng xã hội, phải chăng những người này chính là kiếp nạn của ông Minh Tuệ phải trải qua trên quá trình tu tập của mình? Quốc lộ 1A tuyến đường chính đi qua một nửa số tỉnh thành của Việt Nam, nối liền chiều dài đất nước. Nhưng những ngày ông Minh Tuệ đi qua vẫn luôn xảy ra tình trạng tắc nghẽn.
Và rồi xuất hiện những tình nguyện viên chẳng biết từ đâu ra, trang bị cả một máy thổi bụi công suất lớn để dọn đường cho ông Minh Tuệ, dù ông cũng không biết họ là ai. Họ thổi bụi, cát bay thẳng vào mặt người dân. Một nhóm khác không ngừng vặt những cánh hoa cúc vàng rồi trải đầy trên đường. Một nhóm thì đi theo sau quay chụp hò hét dẹp đường, thậm chí là chặn xe của những người đang di chuyển và một đội cận vệ để tránh trường hợp ông Minh Tuệ bị tiếp cận trên đường hay những nơi nghỉ ngơi thọ thực. Ông Minh Tuệ có cần sự bảo vệ này hay không thì chưa chắc, nhưng họ chắc chắn đã làm tăng thêm sự nguy hiểm phiền nhiễu cho những người dân sinh sống nơi ông vô tình đi qua. Vùng này không có dân nhiều, chỉ có vài trăm người làm ruộng thôi, không đi theo làm gì, chủ yếu là những người hiếu kỳ đi quay phim. Mình biết thầy thích Minh Tuệ nhưng việc làm của họ thì thôi, người dân làng mình cũng thấy bình thường, một người dân địa phương cho hay. Bản thân họ thấy bình thường nhưng lại đang hàng ngày gánh chịu những bất bình thường từ một toán người chẳng biết từ đâu kéo đến. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng công an cảnh sát giao thông của địa phương đã được tăng cường để giữ gìn tình hình an ninh ổn định, điều phối phương tiện lưu thông tránh xảy ra va chạm với đoạn người. Nhìn đoàn TikToker, YouTuber đông đảo và hỗn loạn, một người trong tổ công tác bảo vệ trật tự cho biết, trên đoạn quốc lộ 1A hiện nay xe chạy rất nhiều, thầy đi thì ít mà dân chúng tập trung thì nhiều. Thầy đi qua ở đâu là mọi người tụ tập ở đó, làm cản trở giao thông, nên bắt buộc huyện có điều động công an đến hỗ trợ trên đoạn đường này. Hàng dài những chiếc xe đầu kéo container cứ nối đuôi nhau chậm chậm lăn trên đường, lực lượng cảnh sát giao thông cũng buộc phải tăng ca một cách bất thường nhằm đảm bảo an toàn khu vực. Một cảnh sát giao thông khu vực cũng cho biết bản thân đã được điều động để đảm bảo an toàn trên tuyến quốc lộ 1A 4 ngày. Dù đi trong phần đường dành cho người đi bộ nhưng vì quá đông nên đôi khi một số người tràn xuống phần đường xe cộ lưu thông, vừa chặn cầu vừa hướng dẫn xe đi theo lộ trình mới. Tiến sĩ cảnh sát này cũng không khỏi ngao ngán. Bắt buộc phải làm thế anh ạ, họ đi trong làn đường cho người đi bộ thôi nhưng đông quá nguy cơ tai nạn cũng cao. Đoàn người tiếp tục bám theo ông Minh Tuệ chẳng biết điểm dừng, giao thông trên trục huyết mạch Bắc Nam cũng theo đó mà tiếp tục tắc dài qua những đoạn đường ông đi qua. 6 năm trôi qua, ông Minh Tuệ vẫn vậy, vẫn là bàn chân chai sạn, làn da rám nắng, thân hình gầy nhỏ, vẫn là tấm y được ghép từ những mảnh vải vụn của trong nhà, vẫn một lòng hướng thiện tu hành. Có hay chăng, thứ thay đổi lớn chính là đoàn người đằng đẵng theo ông chẳng hề có dấu hiệu sẽ dừng chân này. Tự do tôn giáo không phải là tự do lợi dụng tôn giáo. Việt Nam thuộc nhóm 12 quốc gia trên thế giới và 6 quốc gia ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương có mức độ đa dạng tôn giáo rất cao. Đây không phải là sự tự đánh giá của chính phủ ta mà là kết quả khảo sát của Viện Diễn đàn Pew có trụ sở ở Mỹ. Còn theo Ban Tôn giáo Chính phủ, nước ta có 26,5 triệu tín đồ tôn giáo, chiếm 27% dân số. Đạo Phật là tôn giáo lớn nhất, có hơn 14 triệu tín đồ, sở hữu 18.544 ngôi chùa, với gần 55.000 tăng ni đang tu hành. Công giáo xếp thứ hai với hơn 7 triệu tín đồ và 7.771 cơ sở thờ tự. Đạo Tin lành và đạo Cao Đài đứng thứ ba và thứ tư về số lượng tín đồ. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật và người dân được tự do lựa chọn tôn giáo, lựa chọn tín ngưỡng hoặc không tín ngưỡng. Năm 2003, nhà nước ta công nhận 6 tôn giáo với 15 tổ chức 17 triệu tín đồ, khoảng 20.000 cơ sở thờ tự, 34.000 chức sắc, 78.000 chức việc. Đến năm 2022, nhà nước ta công nhận 16 tôn giáo với 43 tổ chức, 26,5 triệu tín đồ, hơn 53.000 chức sắc, khoảng 135.000 chức việc, hơn 29.000 cơ sở thờ tự. Trong số 16 tôn giáo được nhà nước chính thức công nhận thì có tới 9 tôn giáo từ nước ngoài được du nhập vào Việt Nam: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Bà La Môn giáo, Hồi giáo. Nhà nước bảo đảm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo được thành lập cơ sở đào tạo tôn giáo, mở lớp bồi dưỡng về tôn giáo. Cả nước hiện có 62 cơ sở đào tạo tôn giáo tại các địa phương. Luật pháp Việt Nam bảo vệ quyền tự do tôn giáo nhưng cũng nghiêm khắc xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo.
Điều 24 của Hiến pháp năm 2013 của Việt Nam quy định mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật, nhà nước tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo để vi phạm pháp luật. Còn điều 6 của luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2016 quy định các hành vi bị nghiêm cấm xâm phạm quốc phòng an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự an toàn xã hội, môi trường, xâm hại đạo đức xã hội, xâm phạm thân thể sức khỏe, tính mạng, tài sản, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác, cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ người theo tín ngưỡng tôn giáo với người không theo tín ngưỡng tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng tôn giáo khác nhau, lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi. Những ngày này, đồng bào Phật giáo trên cả nước cũng đang hân hoan đón mừng Đại lễ Phật Đản hàng năm. Đây cũng là một trong những minh chứng về việc Đảng, Nhà nước ta luôn đảm bảo đưa ra những quy định của pháp luật về quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng vào thực tế đời sống, đáp ứng nhu cầu của nhân dân. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa những vi phạm pháp luật về tôn giáo, tín ngưỡng cũng sẽ phải bị xử lý nghiêm. Tới đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Nếu cô bác thấy video này hữu ích, xin hãy like, chia sẻ và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn tiếp theo. Chúng tôi luôn lắng nghe ý kiến của cô bác để có thể phục vụ được tốt hơn. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.